Chào sư. Bữa nay theo luật nhà dòng, tôi không vì là sư đã từ chối. Từ chối cứu rỗi một linh hồn đang quằn quại nơi địa ngục. Cứu rỗi một con người đang giơ tay cầu xin sự che chở nơi Chúa cứu thế. Một con người, không, hắn là một con quỷ. Quỷ Satan đã để lại giọt máu trong người sơ. Đứa con quan đang lưu lạc nơi trần thế tội lỗi. Nó cần được cứu vớt bằng chính lòng từ thiện của má nó. Sơ Antoine băng thanh. Giêsu ma lạy Chúa tôi. Đi đi, tình thế không thể chậm trễ được. Xuồng máy đợi chúng ta ở bên sông. Lạy Chúa quyền uy vạn năng của muôn loài, xin người hãy dìu dắt con thoát khỏi cạm bẫy tội lỗi của loài quỷ dữ. Amen. Thuốc men và dụng cụ chúng tôi đã sửa soạn đầy đủ. Xin mời sơ. Xà Liêm số 13 cùng với Lý Đại Đường. Anh còn nhớ tôi chứ? Sao không? Anh là Phan Thanh Hà, trung úy cách mạng. Anh đã tha tù cho tôi lúc 2 giờ chiều ngày 30 tháng 4. Vậy là nhận ra người quen rồi. Nè,
mà đã là người quen thì phải tiếp đón đàng hoàng chứ. Hả? Mời anh. Nhỏ nghe. Để lấy mồi đó. Anh Bảy, vợ con đâu mà sống ẩn một mình vậy? Vợ con mẹ gì? Bộ bịch suốt. Vô đi. Nên trót đời trật lất một mình à. Nè, nhậu với nhau mà anh Bảy không thiệt tình. Thế còn chị, còn bé Ngọc con anh, con bé coi y chang anh. Gặp mắt con nó rồi ha. Anh Bảy, tôi muốn giúp đỡ để anh về sống với chị và cháu Ngọc. Khó lắm. Mà thôi, dòng do tam quốc hoài, cần gì thì nói mẹ thằng Bảy này giúp. Trả cái ơn anh mở khóa tù cho bữa 30 tháng 4. Vô đi. Lâu nay anh có gặp Lý Đại Đường không? Từ 75 tới giờ đâu có gặp. Nghe nói hắn bị bắt lại rồi mà. Rồi, hắn bị thương khá nặng mà vẫn trốn thoát. Chà, cha nội nào chơi được Lý Đại Đường như vậy, cũng là tay sưng rồi đó. Hắn bị thương nặng, kiếm ở các bệnh viện ra liền ha. Không có. Theo anh thì Lý Đại Đường thường hay liên hệ với ai? Trên đời này có hai người đàn bà là hắn không bỏ được. Một là bà má nó. Hai là... Ai vậy? Nữ tu sĩ Băng Thanh. Làm sao gặp cho được người đàn bà thứ hai này? Chào sư. Sao đi đâu vậy? Dạ, thưa ông, tôi đi làm thuốc ở trại mồ côi. Trại mồ côi ở bên này sông. Sao sơ cứ phải rẽ qua thành phố hàng giờ đồng hồ? Phải chăng sơ đang cứu chữa cho một người nào đó bên thành phố? Sao ông cứ đeo tôi hoài vậy? Chính ở dòng sông này tôi đã vớt được Băng Thanh. Chúa sẽ trả ơn cho ông. Không, tôi muốn Băng Thanh trả ơn cho cuộc đời một cách khác kia. Băng Thanh hãy trở về với gia đình, hãy cởi bỏ bộ áo tu hành này ra, nó không hợp với em chút nào. Xin em hãy mặc lại bộ đồ thầy thuốc như ngày xưa để giúp ích cho đời. Ông nói thiệt lòng đấy chứ? Thiệt. Ông tên là gì?
Nguyễn Thanh Sơn. Vậy thì tôi cũng có một ước nguyện đối với ông. Một ước nguyện duy nhất. Ông đừng bao giờ gặp tôi nữa. Quan trọng như vậy liệu có sao không anh Bảy? Sao à? Ngồi tù thế thằng Lý Đại Đường chứ sao nữa hả? Thiệt hả anh? Mất hết vậy để em tới ti an ninh nhận là đã đánh cắp tờ giấy đó cho anh được vô can trong chuyện này. Nhưng sau đó thì cô giao giấy tờ cho ai và những kẻ nào đã giả danh công an để tới bệnh viện giải thoát Lý Đại Đường? Trời ơi, anh nghĩ gì sao anh Bảy? Anh nghĩ là con Hai Loan này ăn cắp giấy tờ của anh đó sao? Điều đó thì con nít nó cũng biết. Nhưng sao cô lại làm như vậy? Ở trên đời này em cũng chẳng còn gì để nuối tiếc nữa. Em thương anh. Tiền lương của anh chẳng đủ để chăm nuôi, thuốc men cho chị. Anh không lo nổi thì em phải lo cho anh. Gì? Em thương anh. Giờ thì mọi tội lỗi mình em xin chịu. Bắt tội cô quá dễ. Nhưng làm sao gỡ tội cho cô và cho cả tôi mới là việc khó. Em có đi tù, em chết cũng chẳng trách ai. Số phận buộc em phải như vậy. Đừng nói dài, giờ phải tìm cách bịt kín chuyện này. Đừng bỏ em. Đừng bỏ em tội nghiệp, nghi cưng. Một, hai, ba, bốn, bảy. Vậy là Băng Thanh đã tới căn hầm này được 7 lần rồi. Xin đa tạ. Sẽ có ngày Lý Đại Đường này trả được ơn cứu tử. Không. Tôi làm việc này là do sự ủy thác của đấng bề trên. Còn tôi...
Chỉ còn vài bước chân nữa là sơ sẽ giả từ căn hầm ô uế này trở về nơi yên tĩnh muôn đời của sơ, trong vòng tay yêu thương của Đức Mẹ. Xin đa tạ sơ đã vì lòng cao thượng mênh mông của Chúa mà giúp đỡ chúng tôi. Chỉ mong các người đừng buộc tôi vào những công việc như thế này. Lạy Chúa, xin hãy che chở cho con chiên của người qua khỏi cơn hoạn nạn. Lạy Chúa. Lảm nhảm gì vậy? Trong bộ mặt tức cười chưa kìa. Chắc cô lại gặp phải bọn đàn em giao búa trên đường vô con hầm này hả? Sao anh độc ác vậy? Không có băng thanh thì anh chết rồi. Vì mà anh lại định sai lũ đàn em thủ tiêu cô ta để phòng bất trắc. Tồi tệ quá mức vậy. Đàn bà lúc nào cũng dễ thương thiệt. Lý đại đường thủ tiêu băng thanh à? Chuyện lạ. Có điều là nếu cô ấy chống lại thì tôi bắt buộc cô ấy phải nghe theo. Hiểu chưa cưng? Mà thôi, xuồng máy ngồi bên sông đã có sẵn chưa? Rồi. Bye nha. Khoan, đứng lại đã. Bữa nay tôi muốn nói với anh một chuyện. Đã từ lâu tôi sống nhờ bằng đồng tiền cướp bóc của anh. Hai lần anh cứu tôi khỏi chết bởi bàn tay bọn giết người thuê. Ân oán giang hồ tôi nhớ lắm. Vừa rồi tôi liều lĩnh cứu anh ra khỏi bệnh viện cũng là để trả xong cái ơn đó. Như thế là ta sòng phẳng với nhau. Từ nay mỗi người một con lộ, anh để cho tôi được yên, vậy là xong. Xong thế nào được? Thời buổi này nghề giao búa không thể kiếm được nhiều tiền xài như trước nữa. Ớn bọn an ninh lắm. Tôi và cô đã nhập vô một băng cướp lớn gấp trăm lần băng cướp Lý Đại Đường ngày xưa rồi. Ai cầm đầu băng cướp đó? Băng cướp đó là quen miệng của đám giang hồ giao búa, chứ thật ra đó là tiền bạc lâu nay tôi đưa cho cô xài. Là tiền của họ đó. Không, tôi không. Thôi, đàn bà chỉ nên làm phận sự của đàn bà. Hiểu chứ cưng? Suma, tôi là nhà tu, đâu có tiền bạc. Đứng yên. Cướp, cướp. Đang ra đợi. Thank you.
dữ vậy, liệu có ai làm sao không anh? Cô sợ lắm hả? Sao chú cứ buộc tôi phải gặp anh thế? Số mệnh mà. Giờ để tôi đưa Văn Thanh về nhà thờ nghe. Tại sao anh cứ rình mò tôi hoài vậy? Rình mò thì không, nhưng đeo thì có. Để làm gì? Anh tìm bắt cái gì ở nơi tôi? Chẳng lẽ Văn Thanh chưa có một người con trai đeo theo mình bao giờ sao? Bữa nay mai mà Sơn tới kịp. Anh đâu có tên là Sơn. Anh là trung úy an ninh Phan Thanh Hà trong đội FBC. Sao anh không lên xe đi cùng họ đuổi bắt cướp? Bữa nay tôi không phải đi bắt cướp, mà Văn Thanh nè. Khó tin quá. Thế cô cho là chiến sĩ FBC thì chỉ có đi bắn nhau với cướp, còn họ không được quyền gì khác nữa sao? Trời ơi, đừng nói nóng. Tôi xin lỗi. Thôi, giờ thì mời nữ tu sĩ lên xe, để tôi đưa cô về nhà thờ cho chắc ăn nghe. Luật lệ nhà thờ có cấm ngồi chung xe với đàn ông không? Lên đi. Xích chưa chút, có chừng té. Việc đánh án, tôi đề nghị để trung úy Thanh Hà sử dụng hồ thẹo đưa vào tổ chức của địch và tiếp tục lôi kéo nữ tu sĩ Băng Thanh. Đã nổ thì phải nổ cho tới cùng. Hết rồi. Tôi thấy cần dừng ngay lập tức phương án này. Trung úy Thanh Hà đã vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp. Đánh án gì mà lại thương yêu cả đối tượng của mình. Phải bắt ngay Băng Thanh, Hồ Thẹo và tất cả các đối tượng nghi vấn trong cùng một ngày. Triệt hạ tất cả chân rết của địch trước khi tìm diệt bọn đầu sọ. Hết. Trung úy Thanh Hà nghĩ sao? Lại hành động tiến công của nữ tu sĩ dữ dội như vậy. Khỏi, cứ ngồi xuống mà nói. Dạ thưa chú Mười. Bác thủ trưởng, tôi thấy giữa cô gái tu sĩ với Lý Đại Đường có một mối quan hệ khá sâu sắc. Người nữ tu này có một thân phận rất tội nghiệp. Trung úy Thanh Hà nên chuyển sang công tác văn nghệ thì tốt hơn. Sao đồng chí lại phát biểu chen ngang một cách kỳ cục như vậy? Dạ, tôi... Thôi. Mỗi chúng ta đều phải có trách nhiệm bảo vệ an ninh và hạnh phúc cho con người. Và cũng đừng có thờ ơ với hạnh phúc và bất hạnh của người khác. Phải tuyệt đối phòng tránh sự lầm lẫn. Đừng để cho kẻ địch lợi dụng nắm được chui của con dao hai lưỡi. Đồng chí trung úy Phan Thanh Hà hiểu ý tôi chứ? Rõ. Rõ. Rõ cái gì? Còn đồng chí Bảy Tú, trong quan điểm đánh địch có những việc chưa ổn.
gia đình hoàn cảnh gặp khó khăn. Hơn nữa đồng chí cần xem lại quan hệ của mình với cô chủ quán Hai Loan. Dạ thưa anh Mười, tôi cho phép đồng chí được nghỉ ngơi ít ngày. Tôi cử thượng úy Tư Minh làm đội trưởng và trung úy Phan Thanh Hà làm đội phó đội SBC. Phương án nên địch tôi duyệt lại sao. Giờ các đồng chí có thể về. Nam Hà, con ở lại đây với chú một chút. Chú mệt lắm hả chú? Huyết áp của chú hồi này sao rồi? Lâu nay cô có giáp mặt giúp Khương lần nào không? Thôi chú, nhắc chuyện đó thêm buồn ra. Chú Mười, chú đã coi hai đứa như con đẻ của chú. Mà thôi, quên đi chú à. Năm Hà, nếu như chú được nói với con tất cả mọi điều, còn cái cô tu sĩ đó hiện giờ ra sao rồi? Dạ thưa chú, đó chú nghĩ ngợi hoài à. Để con kêu bác sĩ nghe, lấy cho chú mấy viên thuốc ở trong cặp da. Lý đại đường tới cô vào lúc nào? Tối qua hắn lẻn vô trong nhà thờ. Anh làm sao tin gấp cho anh Năm hay giùm. Em về cho kịp giờ lễ kéo cha lại quở. Em xuống đây. Nè, từ giờ tới lúc tôi gặp được anh Năm, cô không được ra khỏi nhà thờ đó nghe. Dạ. Ê, mày ân quán chi thì cũng phải ngẩng được cái mặt lên chào anh mày lấy một tiếng chứ. Mày hẹn vậy từ bao giờ cả? Sắp vô. Nghe anh nói nè, anh đã rửa tay gác kiếm từ lâu rồi. Ân quán giang hồ tự anh cũng biết xử. Anh đâu có ngán các chú. Anh ngán phải đổ thêm máu anh em trong cái nghề đâm thuê chấm mướn này. Giờ anh Bảy tính sao đây?
Một là anh bẫy theo bọn đàn em về gặp anh Tư, hai là bọn em vô phép, phải đồng triệt tróc xử anh bẫy theo luật giang hồ xưa nay. Khỏi, trên đầu hổ theo này chưa bao giờ có thằng Tư thằng Ba nào hết. Tuy anh bẫy chiến hay đầu có vậy thôi, đừng có giấu mặt. Đời hổ theo này không bao giờ có chữ đầu ngu ngốc đó. Yeah! Đấy. Bước mẹ chúng mày đi. Chúng mày mà còn đụng đến đại ca của tao, của hai Cần Thơ này tao sẽ không tha đâu. Bước. Tụi FBC đã dây kín lộ rồi. Anh Bảy, anh Bảy, có làm sao không? Chị đây, tụi tôi vừa phải đánh nhau với bọn cướp, trong anh em tụi tôi có người bị thương,
muốn nhờ chị trông nom dùng ít bữa được không? Trời ơi, việc đó mà chú Năm còn phải hỏi. Mang vô nhà đi. Ngọc ơi, con vô phụ má lẹ lên con. Dạ. Nhúm lửa, nấu ấm nước, nghe không con? Dạ. Sao anh Năm mang thằng tướng cướp đó vô nhà tôi để làm gì? Chị Bảy, anh đã bỏ nghề giao búa từ lâu rồi mà. Bởi vậy vừa rồi anh mới bị chúng xử theo luật giang hồ. Cũng may mà. Sao anh không để cho nó chết đi? Má con tôi mới đỡ khổ. Chị còn thương anh Bảy lắm. Có chị lại có cả cháu Ngọc, sẽ giúp cho ảnh nhanh chóng trở thành người có ích cho đời. Chị cứ tin thằng Năm này đi. Bây giờ chị xuống nấu nồi cháo cá lóc. Lúc tỉnh dậy, ảnh ăn vô là khỏe liền ha. Tôi có nói nhiều với anh Bảy rồi, chớ có liều lĩnh ra khỏi thành phố khi tôi đi vắng mà. Mau me đổ chút ít, cũng là chuyện thường của đời giang hồ mà anh Năm. Ba má sinh tôi ra, một lần tôi đã phụ bỏ. Ba tôi cũng là cán bộ Việt Minh thời 95 đó. Ông cụ bị Tây bắn ở ngã ba Vàm Cỏ khi cụ đưa cán bộ sang sông. Mộ Chí cũng chẳng còn. Trời, thì ra anh Năm cái gì cũng biết hết trơn à. Tôi có tội với anh Năm, với má con Ngọc. Tôi rửa tay mà không sạch, không đi chụp giật mà vẫn nhận đồ cướp bóc do bọn đàn em gọi đến. Những đêm buồn tôi vẫn đi quan. Cô đơn quá, có lúc thèm muốn trở lại con đường khốn nạn xưa cũ. Con Đức Béo, con Trinh, con Huệ, chứ còn con mèo nào nữa. Anh chết đi. Giờ nghe anh Năm cho anh được về với con, rồi anh thề. Trời đất, thầy chỉ thốt, tôi không tin anh nữa. Có anh Năm, anh thề lần chót mà. Chị Bảy tin anh đi. Tướng cướp hộ thẹo trở vô chùa rồi đó. Mình đi làm chút gì để anh Năm chứng kiến ngày vợ chồng mình gặp lại. Dù duyên. Bằng Thanh bị tên cướp Lý Đại Đường đến cưỡng ép vượt biên. Nếu cưỡng lại, nó sẽ giết. Trước khi đi, nó sẽ về thăm má nó. Ai cho tin này? Bằng Thanh. Khu nhà thờ
sẽ là nơi để nó đến đón Văn Thanh đi vượt biên. Tôi đi tìm anh thì bị bọn nó xử trước. Tin là tại sao Lý Đại Đường lại vượt biên vào lúc này? Gấp quá không kịp báo cho anh Tư Minh biết. Để tụi nó trốn thoát thì vụ án sẽ rối. Anh nói với chị Bảy đưa cái thơ giùm tôi, về tí gấp cho anh Tư Minh. Đội SBC truy đuổi sao? Còn anh, ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức nghe. Sao anh Năm không cho tôi đi? Đêm tối luôn là sông nước thế này, mà không có tôi thì không cách chi anh đến ấp kịp. Vậy là không tin hổ thẹo này rồi. Trước tấm hình quan công, hổ thẹo xin đốt nấm nhang thề. Hỏi anh Bảy, anh đã có lòng, vậy đêm nay có nén nhang thề, ta chuyển sang tình anh em kết nghĩa huynh đệ. Anh Bảy lớn tuổi là anh, tôi nhỏ là em. Trước giờ đi bắt Lý Đại Đường. Dạ. Tôi được anh Năm kêu tôi là anh Bảy. Còn tôi được kêu anh Năm bằng chú Năm Hà. Đây mà má. Thằng Bạch nó đi rồi. Nó về hồi đầu hôm. Nó không bao giờ trở lại đây nữa. Vậy con phải đi má. Vắng quá. Hay là tụi nó chuồn mất rồi. Anh biết phòng tu sĩ Văn Thanh chứ? Có. Tôi canh chừng cho. Anh Bảy vô đi. Có thấy Văn Thanh ở đâu không? Sao có thấy Văn Thanh đâu không? Không.
có biết Băng Thanh đâu không? Dạ, ở trong phòng đó. Đâu có, ở đâu? Dạ, có lẽ sơ cổ ở trên phòng lớn. Thôi được, từ giờ đến sớm mai bà không được ra khỏi phòng. Nếu không tôi sẽ... Dạ, dạ. Phòng trống trơn, lũ nó đưa nhau đi rồi không chừng. Chúng nó chưa tới chú Năm à. Phong giao số 1 của Hổ Thẹo trong giới giang hồ rồi. Mà thôi, tao tha cho mày một lần chết để xóa cái nợ ân oán giang hồ với nhau. Chú Năm.
có biết chú Năm ở đâu không? Sơ có biết chú ấy ở đâu không? Sao sơ không nói? Chú Năm đâu? Lại cha, xin cha vui lòng cho con được biết. Cha có thấy chú Năm Hà đâu không? Khi hồi, cha có thấy một người đàn ông nằm trên vũng máu dưới chân tường nhà thờ. Chú Năm ơi! Chú Năm ơi, thằng hổ thẹo này có tội với chú quá. Chú Năm Hà đâu? Tao không biết bọn đệ tử của mày mang chú Năm Hà đâu rồi. Không nói, tao đã bể sọ mày ra bây giờ. Tao không biết. Không nói nè. Không nói. Đứng lên. Các người đây bị bắt. Lý đại đường, chúng mày mang Trung Quý Phan Thanh Hà đi đâu? Nói. Thằng này gớm thiệt. Chơi trò con dao hai lưỡi hả? Chúng mày mang Trung Quý Phan Thanh Hà đi đâu? Nói. Được rồi, tao sẽ có cách cài miệng chúng mày ra. Giải chúng nó đi. Cha đau lòng vì kẻ ác đã làm ô uế cả thánh đường. Cha phiền muộn vì điều ác đã không để cho các con được yên lành khi nép mình dưới bóng cao cả của Đức Chúa Vạn Năng. Chúa Trời sinh ra ta và muôn loài. Mỗi các con đều có bổn phận phải gìn giữ sự sáng trong để đời đời làm sáng danh nước Chúa.
Sơ anh Toan băng thanh, sáng mai sau giờ cầu nguyện, cha muốn được nghe con xưng tội, để bàn tay nhân từ của Chúa rửa sạch mọi tội lỗi nơi con. Dạ, xin kính chúc cha được bằng an trong Chúa. Theo luật lệ nhà thờ thì sơ đáng tội phải bị rút phép thông công lắm. Mẹ nói sao ạ? Sơ nên trình đức cha. Đức cha là người cai quản bầy chiên của Chúa. Người đã biết rõ tất cả rồi đó. Trình cha, con là kẻ có tội. Con đến nhà thờ đâu phải vì lòng kính Chúa. Mà vì một nỗi đau đớn trong đời một đứa con gái trinh bạch. Buông ra! Buông ra! Quỷ Satan đã cắn xé da thịt con. Quỷ Satan đã để lại một vết nhơ không sao rửa sạch được suốt một đời con. Đêm hôm đó, con đã chạy đến nếp mình dưới bóng cao cả của Chúa. Và Chúa đã giang tay che chở cho con. Điều đó thì cha đã rõ ngay từ khi con mới đặt chân đến tu viện. Nhưng điều cha muốn hỏi con, có kẻ ác nào đang phá rối sự yên tĩnh ở nơi con? Có người đàn ông nào đang làm con bối rối ngay cả trong giờ cầu nguyện? Trình cha, cho đến giờ phút này lòng con vẫn sạch trong trước Chúa. Nhưng cầu xin Chúa quyền uy vạn năng của muôn loài che chở cho một linh hồn yếu đuối. Lạy Chúa lòng lành khôn cùng, xin Chúa hãy che chở cho con chiên của Chúa thoát qua cái đêm tối mênh mông đầy quỷ dữ này.
Lạy Chúa là sự sáng của linh hồn con. Con đã phạm điều lỗi nghĩa cùng Chúa. Xin Đức Chúa quyền quy hãy giúp con xua tan bầy quỷ dữ đang ám ảnh linh hồn con, cắn xé gia đình con. Amen. Trình mẹ, con là kẻ có tội.